Sao? Muốn gì? Giờ sao không muốn gì? Ngon nhào vô. Giờ sao? Chơi thì chơi, sợ gì? Sợ gì? Lâu rồi mà giờ này chưa về còn đứng tụ tập đấy làm gì? Sao? Chơi nữa không? Bây giờ mới thế nào? Mới mình chiều. Giờ này mà chưa chịu về còn tụ tập đấy nữa. Muốn bà ai lập biên bản không? Về. Sinh viên khoa kinh tế tính toán phải nhanh. Cái đầu phải lạnh nhưng phải thật chính xác. Còn chờ chờ gì nữa mà không đến khoa kinh tế của chúng mình. Các cô sẽ gặp được mà ai?